ba con giáp nữ được thần Phật che chở, cả đời gặp may mắn, giàu có, bình an. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng dự báo, những con giáp nữ mà sinh vào cái tháng âm lịch này thì sẽ mang cái vận phú quý. Đấy, có được may mắn từ khi còn nhỏ, cả đời không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Cuộc sống tương lai của họ cũng có dễ bể thăng hoa, tiền bạc thì dồi dào, viên mãn. Vậy thì đó là những con giáp nào và sinh vào cái giờ nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói chung các chuyên gia tử vi học cũng cho biết cái sự kết hợp giữa tuổi và con giáp cũng như là cái ngày tháng năm sinh của một người cũng sẽ tiết lộ cái phần nào cái hậu vận may mắn của người đó. May mắn được sống trong giàu sang phú quý, hưởng nhung lụa, tiền bạc thì phủ phê từ nhỏ, hay là phải chịu cảnh bần hàn khó khăn, phụ thuộc khá lớn vào cái tháng sinh cũng như là cái ngày sinh, giờ sinh. Bởi vậy cùng một năm sinh nhưng mà khác tháng sinh nên mới xảy ra những cái trường hợp con giáp cuộc đời thì dễ lên hương, ăn sung mặc sướng, nhưng có người lại vất vả khổ sở quần quật cả đời mà vẫn không thể ngóc đầu lên được. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có tháng sinh được thần Phật che chở độ mạng, mang cho mình cái vận quý nhân đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, con giáp nữ đầu tiên là những người tuổi Hợi, nữ mạng đúng không ạ, sinh vào tháng Giêng, tức là cái tháng 1 là tháng Dần đấy. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi có bản tính lương thiện và khoan dung. Họ cũng là cái kiểu người mà có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Những người tuổi Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân những người vừa sinh vào năm Hợi có lòng bao dung và họ sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi có cơ hội. Bên cạnh đó, những người phụ nữ tuổi Hợi lại càng thú vị. Họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹ, có cái trí thức mà còn tốt bụng nữa. Sau khi kết hôn thì họ sẵn sàng trở thành người mẹ hiền dâu thảo. Người tuổi Hợi có địa chi thuộc Thủy, sinh vào cái tháng Giêng là tháng Dần, tức là gì? Tức là tháng Mộc luôn. Thủy dưỡng cho Mộc là cục diện ngũ hành tương sinh. Cái điều này nó hình thành nên cái tính cách hiền lành, lương thiện, dễ gần ở những người tuổi Hợi. Đặc biệt là họ luôn biết cách bộc lộ cảm xúc và cái ý tưởng trong lòng mình. Nhờ vậy mà những người tuổi Hợi sinh vào tháng Giêng âm lịch sẽ rất dễ lấy được lòng tin và cái sự yêu quý của những người khác khi mà có cơ hội quen biết hoặc là hợp tác làm ăn với nhau. Khả năng ăn nói, gãy góc rõ ràng và cái tài hùng biện tốt lại thêm cái ngoại hình dễ nhìn chính là những cái ưu điểm không nhỏ để giúp cho những người tuổi Hợi nữ mạng ấy chinh phục được khách hàng, tạo dựng cái uy tín của bản thân trong công việc và buôn bán kinh doanh. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học thì những cô nàng tuổi Hợi sinh vào tháng Giêng là mùa xuân còn sở hữu cái đầu óc tính toán rất là nhạy bén, cẩn thận. Chính những cái điều này đã giúp cho họ giảm thiểu những cái rủi ro dễ gặp phải trong cuộc đời. Cái việc duy trì khách hàng cũ và mở rộng cái quy mô thu hút nhiều khách hàng mới tới sản phẩm của mình không hề làm khó được những người tuổi Hợi nữ mạng. Hơn nữa, những con giáp nữ này không phải là những người mà quá ham hư vinh. Họ biết dừng khi đủ, nhìn rõ cái thực lực của bản thân để có thể có những cái điều chỉnh thích hợp. Nếu có khi gặp phải cái trở ngại khó khăn thì họ đều có cách giải quyết nhanh chóng. Từ đó tiền tài và cái vận may ngày càng được nhiều hơn, công danh sự nghiệp thì khó ai sánh bằng. Kể cả những người tuổi Hợi nữ mạng mà sinh ra không được may mắn ngậm thìa vàng, ngay từ nhỏ không có nền tảng tài chính, nhưng mà những người tuổi Hợi nữ mạng đã biết cách xây dựng cái sự nghiệp bằng cái trí tuệ và bằng cái sự nỗ lực của bản thân để vượt qua mọi gian nan, mọi thử thách, giành lấy cái vinh quang và bước chân vào cái hàng ngũ những người giàu có không sớm thì muộn. Những người tuổi Hợi sẽ có xu hướng cái tính cách là đa dạng khi mà sinh vào các mùa khác nhau, nhưng mà họ có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa xuân thường là những người có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác. Họ cũng chú trọng đến cái sự nghiệp, mặc dù cũng được hưởng nhiều cái điều kiện thuận lợi, nhưng những người tuổi Hợi sinh vào mùa xuân vẫn sẽ nỗ lực để đạt được những cái thành tựu. Ở những người tuổi Hợi sinh vào mùa này, họ sẽ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi cái tri thức mới. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi mà sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ. Có lẽ ngay từ nhỏ đã được hưởng cái phúc khí, đạt được nhiều cái thành công và dễ dàng
Nên là gì, đôi khi họ có phần lười biếng và hơi nhu nhược một chút. Nếu như không tích cực nỗ lực thì khi gặp phải khó khăn, họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho những người tuổi Hợi sinh vào cái mùa hè là gì, đừng có dựa dẫm vào người khác và nên không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Những người tuổi Hợi mà sinh vào mùa thu thì có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng của mọi người. Những người sinh vào cái thời gian này cũng thường là những người có địa vị xã hội, không chỉ biết cách ứng xử. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên là họ cũng tạo được những cái mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Còn những người tuổi Hợi mà sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều cái vất vả từ nhỏ, tuy nhiên chính vì vậy mà họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với những người tuổi Hợi khác cùng trang lứa. Tính cách của họ cũng thẳng thắn, không thích giấu giếm nên nhiều khi làm mất lòng người khác. Ở một cái khía cạnh nào đó thì những cái khó khăn mà gặp phải do chưa biết cách khai thác cái nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lừa hỏi. Cho nên lời khuyên dành cho những người tuổi Hợi sinh vào mùa đông, muốn cuộc sống được thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn thì quý vị cũng phải năng nổ đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng để không ngừng học hỏi nhiều hơn. Vậy nên xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Hợi mà sinh vào tháng riêng, các bạn là một trong những con giáp được thần may mắn chiếu mệnh. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Hợi, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là những người tuổi Hợi sinh tháng riêng, con giáp may mắn đầu tiên được trời thương Phật độ. Tiếp theo, con giáp có tháng sinh may mắn thứ hai đó chính là những người tuổi Ngọ mà sinh vào tháng 4. Đó. Thưa quý vị, những con nàng tuổi Ngọ sinh vào tháng 4 âm lịch cũng là một trong những con giáp nữ đấy, mang được cái vận quý nhân đó. Địa chi Ngọ thuộc hành hỏa, sinh vào tháng 4 tức là tháng Tỵ, đúng không? Tháng Tỵ là tháng hỏa. Hỏa vượng tượng trưng cho cái ý chí luôn sôi sục, không bao giờ chịu lùi bước hay là bỏ cuộc khi đương đầu với những nghịch cảnh. Chính nhờ cái ý chí mạnh mẽ, những cô nàng tuổi Ngọ ấy luôn tự tin vào bản thân, xóa bỏ mọi cái sự tự ti làm rào cản bước tiến của mình. Những người tuổi Ngọ khó thích nghi với cái lịch trình do những người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để mà tuân theo cái quy tắc. Tuy nhiên họ lại rất giỏi trong cái việc giải quyết những cái việc khó khăn đấy. Bởi khi được tự do giải quyết theo cái ý của mình, những người tuổi Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng mà quý vị hãy nhớ giám sát nhé, và đừng để họ mất tập trung. Quý vị thân mến, ưu điểm của những người tuổi Ngọ trong công việc là cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Những người tuổi Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cái cảm giác đáng tin cậy cho những người khác. Những người tuổi Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với cái thái độ tích cực, giỏi bày tỏ cái ý kiến và cái mục tiêu làm việc của mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ thì cứ giữ được cái điều này trong công việc ấy, thì tài lộc chẳng mấy chốc mà nó ùn ùn kéo về, vận may thì nối tiếp vận may. Đặc biệt, cái điều giúp cho những người tuổi Ngọ gặp cái vận tốt để có thể phát huy được cái năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những cái điều mới, và dường như họ luôn đi trước những người khác một bước để phát triển cái sự nghiệp. Các nhà lãnh đạo rất thích cái nhân viên của mình nhanh nhẹ như những người tuổi Ngọ, đặc biệt là nữ mệnh. Mặc dù có vẻ tức thời, giống như cái loài ngựa có thể là chạy vạn dặm, nhưng mà chúng lại cần cái sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi được đúng đường đúng hướng. Những người tuổi Ngọ cũng vậy, có thể họ sẽ không phù hợp với một cái lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần phải học được cái nguyên tắc nhất định để kiểm soát cái mục tiêu của mình để không bị đi chệch hướng. Thêm vào đó, những người tuổi Ngọ lại là những người thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Cái điểm yếu cơ bản của những người tuổi Ngọ là họ không hiểu rõ cái điểm yếu của mình và gì cũng không thể thay đổi chúng trong một cái thời gian ngắn. Người tuổi Ngọ là những người nhanh nhẹn, làm việc với cái tốc độ không phải là ai cũng có thể theo đuổi kịp. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác làm việc với tốc độ tương đương với mình. Khi kết quả không được như ý muốn thì họ lại tỏ ra gì phàn nàn và không hài lòng với người đó. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ là những người nhanh chóng nắm bắt được những cái thay đổi của xã hội, là cái ưu điểm lớn nhất của những người tuổi Ngọ, được cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên,
những người tuổi Ngọ lại thường bằng lòng với những cái thành tích nhỏ mà cứ mải mê say sưa theo chúng. Có thể nói, những cô nàng tuổi Ngọ mà sinh vào tháng 4 ấy, thì đa phần đều là những người phóng khoáng, thoải mái. Họ cầm được và buông được, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ngay ở đó. Cho nên, dù trong bất cứ cái hoàn cảnh nào thì con giáp nữ tuổi này cũng luôn cố gắng một cách là bền bỉ để hoàn thành mọi việc đến cùng. Khó khăn cũng chỉ khiến cho các cô nàng bứt phá và mạnh mẽ hơn. Khả năng chịu đựng áp lực cũng gì đỉnh cao. Đấy, trong tập thể, những người có thể gánh vác bất cứ cái trọng trách nào do cấp trên giao phó chắc chắn không thể thiếu những cô nàng tuổi Ngọ này. Hơn nữa, những cô nàng tuổi Ngọ được sinh trong cái khoảng thời gian này thì thường được trời phú cho cái ngoại hình khá nổi bật, lại là những người có cái năng lực và sở hữu cái khí chất để tự tin xuất chúng. Đó quả là một cái lợi thế không nhỏ để nâng bước cái thành công của những người tuổi Ngọ. Phương châm sống của những cô nàng tuổi Ngọ là gì? Làm ngay khi mà nghĩ đến. Không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải làm cho ra trò. Họ không chỉ thông minh, giỏi giang mà còn khôn khéo hơn những người khác. Dù là trong công việc hay là trong cuộc sống thì họ đều cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch đề ra. Vì vậy, đương nhiên là họ cũng sẽ thu hoạch được những cái trái ngọt hết sức là xứng đáng với cái công sức mà họ bỏ ra. Những gia chủ nữ mệnh tuổi Ngọ ấy, chính là cái mẫu người nữ cường nhân đấy, điển hình trong cái cuộc sống. Thân phận nữ nhi nhưng mà cái khả năng gánh vác không thua kém gì cái cánh mày râu. Sớm muộn gì thì cũng lập nên đại nghiệp vinh quang, tiền tài về sau thì không thiếu gì, hưởng cái cuộc đời giàu sang phú quý, tha hồ mà nở mày nở mặt đấy. Là một trong những con giáp được vượng phu ích tử, giúp cho cái sự nghiệp của chồng con được gì vượng phát, ngày càng thăng tiến. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ là những người mà cũng thích rèn luyện cái trí tuệ thông qua các hoạt động thể dục thể thao. Chính nhờ vậy mà các hoạt động tập thể hay là cái hoạt động team building ấy ở nơi làm việc cũng được người tuổi Ngọ hưởng ứng hết sức là mạnh mẽ và nhiệt tình. Mặc dù phản ứng nhanh và có thể đưa ra những quyết định ngay lập tức, nhưng do thiếu kiên nhẫn nên cũng dễ dẫn đến những cái sự do dự. Tuy nhiên, cái điều này không ảnh hưởng đến cái sự linh hoạt, khéo léo và thông minh của những người tuổi Ngọ nữ mạng này. Nếu những người tuổi Ngọ mà ở làm cái vị trí nhân viên thì họ có khả năng giải quyết vấn đề một cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn và hiệu quả. Họ đích thực là một nhân viên giỏi. Ngược lại, nếu mà những người tuổi Ngọ ở vị trí quản lý lãnh đạo, họ lại quá nghiêm túc trong công việc và có yêu cầu cao với cấp dưới, khiến họ cũng đôi khi cũng hay làm mất lòng những người khác. Nhờ vào cái khả năng kết nối và học hỏi tốt, những người tuổi Ngọ nên di chuyển nhiều, thường xuyên đi du lịch để mở mang cái tư duy lẫn cái tri thức. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cái sự nghiệp của những người tuổi Ngọ, đặc biệt là phụ nữ tuổi Ngọ. Cái việc đi du học, đi làm ở những nơi xa ấy, thường xuyên hay là đi công tác ấy, có thể giúp cho họ không những có cái sự thăng tiến trong công việc mà còn gặp được cả cái chân ái của cuộc đời mình đó. Những người tuổi Ngọ cứ giữ được cái điều này trong công việc, tài lộc chẳng mấy chốc mà cũng kéo về nườm nượp, vận may thì luôn sát cánh không rời. Có lẽ cái nhược điểm của những người tuổi Ngọ cần khắc phục trong cái hành trình cuộc sống của mình là cái ham muốn thể hiện mãnh liệt, thích tận hưởng cái cảm giác được chú ý. Điều này không có gì xấu, tuy nhiên nó sẽ khiến cho những người tuổi Ngọ có xu hướng là tự cho mình là cái trung tâm. Mặc dù đây là cái dấu hiệu của sự tự tin, nhưng mà theo thời gian ấy, nếu không có sự kiểm soát tốt thì những người tuổi Ngọ sống trong cái ảo tưởng rằng thiếu mình thì mọi việc không thể thành công, thậm chí là có xu hướng coi thường tầm quan trọng của những người xung quanh. Thêm nữa, những người tuổi Ngọ đôi khi thiếu đi cái ý kiến độc lập, thờ ơ với những việc nhỏ, họ thích nghe theo ý kiến của những người khác trong cái việc trọng đại. Cái điều này khiến cho họ mất đi cái sự chủ động. Tuy nhiên, một khi mà tìm được cái chính kiến, họ sẽ bướng bỉnh không chịu thay đổi bởi những người khác và kiên định hành động theo cái ý chí của mình. Tóm lại, những người tuổi Ngọ nên ghi nhớ những cái từ khóa quan trọng giúp sự nghiệp có thể là phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn. Đó là cái sự tự do, sự tiên phong và cái sự chăm chỉ. Nếu mà giữ được những cái điều này để trau dồi bản thân, chẳng mấy chốc mà những người tuổi Ngọ sẽ xây dựng được cái vị thế vững chắc trong sự nghiệp, đồng thời cũng sẽ thu hút được cái tài lộc dồi dào, may mắn thì luôn kề bên cạnh các bạn. Quý vị thân mến, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát thị phi tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tình duyên thì được viên mãn dồi dào. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp được trời thương Phật độ thứ hai. Tiếp theo là con giáp thứ ba, không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu mà sinh vào tháng 7. Thưa quý vị, tháng 7 là cái tháng cô hồn. Nhưng mà những cô nàng tuổi Dậu có địa chi thuộc hành kim mà sinh vào cái tháng 7 âm lịch, tức là tháng Thân, thân kim, thì là gì? Kim vượng tàng tài, là cái điểm báo số mệnh, tài lộc dư giả, tiền bạc phủ phê, cả đời chẳng phải lo túng thiếu. Trời sinh những con giáp này rất quan tâm đến cái ngoại hình, thích làm đẹp nên là luôn xuất hiện với cái hình ảnh tươm tất, lịch sự trước mặt những người khác. Họ coi trọng cái vẻ bề ngoài và cái khí chất của bản thân vô cùng là mạnh mẽ. Một trong những cái điều đặc biệt làm nên cái thương hiệu của những người tuổi Dậu đó là cái khả năng quan sát nhạy bén, giỏi nhìn thấu tâm can của những người khác. Bất kể đối mặt với những cái tình huống nào thì họ đều có khả năng tìm ra cái cách ứng phó thông minh và hiệu quả. Ở trong số 12 con giáp thì những người tuổi Dậu được coi là cái loài động vật nhạy cảm với cái ánh sáng mặt trời nhất. Vì vậy, những người tuổi Dậu được trang bị cái sự thông minh, nhanh trí và cái niềm đam mê học hỏi, tinh thần cạnh tranh cao. Đồng thời, họ cũng có trái tim ấm áp, sẵn sàng chống lại bất công và bảo vệ những người thân yêu. Tuy nhiên, không ít những người sinh vào cái năm Dậu lại không thể duy trì cái điều này, mà thường bị chi phối bởi cái tính cố chấp, bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến cái việc nó bỏ lỡ nhiều cái cơ hội trong cả công việc lẫn trong cả tình duyên. So với những tuổi khác thì những người sinh năm Dậu có một cái loại năng lượng tiên đoán mà hiếm người có thể sánh bằng. Đúng hơn, loại năng lực này là cái khả năng nhìn xa trông rộng, quan sát nhạy bén và nắm bắt cái tâm lý của những người khác một cách sâu sắc. Tầm nhìn này có thể giúp cho họ đạt được nhiều cái thành tựu lớn nếu biết cách khai thác một cách chính xác và trong một cái thời gian thích hợp. Có lẽ chính vì cái điều này mà họ thường mang một cái vẻ tự tin và cái tính kiêu hãnh. Tuy nhiên, dưới cái vẻ bề ngoài đó, họ luôn có cái khả năng giữ vững cái tâm thế bên trong, đồng thời thuận lợi đạt được những cái thành công. Chính vì thế mà những cô gái tuổi Dậu có khả năng phân tích tâm lý của những người khác nhanh chóng thông qua cách ăn mặc, cách nói chuyện và cái hành vi của đối phương, để từ đó đưa ra cái cách cư xử phù hợp, dễ dàng nhận được cái sự yêu mến của những người khác. Hơn nữa, những cô nàng cầm tinh con gà thì được cho là những người có giác quan thứ 6 nhạy bén và có trực giác khá là chính xác. Họ thường chủ động lập kế hoạch rõ ràng và cố gắng hết sức lực để đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, cô ấy sẽ rất có thiên phú trong việc đàm phán, có thể dễ dàng xử lý được những cái việc mà những người bình thường không thể làm được. Những cái việc liên quan đến khách hàng, hợp tác, làm ăn vào tay cô nàng tuổi Dậu thì hầu hết là sẽ thành công mỹ mãn. Bên cạnh đó, khả năng xã giao khéo léo là một cái lợi thế giúp cho những nàng tuổi Dậu có thể đánh đâu thắng đó, lại thêm với trí tuệ phi phàm và cái khả năng ứng biến nhạy bén. Vì vậy, về cơ bản thì cái phương diện tài lộc sẽ rất hanh thông, số mệnh thì giàu sang, sự nghiệp thì thành công vang dội. Ngoài ra, những cô nàng tuổi Dậu còn có đầu óc kinh doanh lợi hại, không những tạo dựng được cái cuộc sống giàu sang phú quý cho mình mà còn giúp đỡ cho người thân, bạn bè xung quanh. Cuộc sống của họ tự do, tự tại, danh lợi thì đều song toàn, viên mãn, tiền tài thì phủ phê, cuộc đời thì không có cái gì phải lo toan. Nói về tính cách của những người tuổi Dậu, không sai khi mà nói rằng cái sự kiên nhẫn và cái sự bốc đồng đều xuất phát từ họ. Với những người tuổi Dậu có trải nghiệm thì kinh qua nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống hoặc sớm phải va chạm với cái cuộc đời, rất hiếm khi có thứ gì có thể là làm họ mất bình tĩnh. Cái sự kiên nhẫn này cũng sẽ giúp cho họ biết chờ đợi cái thời cơ thích hợp trước khi mà hành động. Họ không đánh mất cái sự kiên nhẫn và luôn đưa ra được những quyết định đúng đắn, chính xác khi mà gì? Quyết định làm cái điều gì đó. Thêm vào đó, cái tinh thần mạo hiểm và khám phá cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dậu nữ mạng thì đạt được nhiều cái may mắn trên cái con đường đời. Họ thích thử những cái điều mới mẻ, họ gì không sợ thử thách và sẵn sàng khám phá cái lĩnh vực hoặc là gì những cái trải nghiệm mà bản thân chưa biết. Cái điều này nó giúp mở rộng cái mối quan hệ, tạo dựng cho họ những cái trải nghiệm cuộc sống đa dạng. Tuy vậy, bên cạnh những cái phẩm chất tốt thì những người tuổi Dậu cũng mang trong mình những cái khuyết điểm. Họ thường ham mê cái cuộc sống thoải mái, thậm chí là xa hoa, dẫn đến cái việc là tiêu tiền một cách là hào nhoáng. Họ thích thu hút cái sự chú ý, đổ thời gian và tiền bạc vào cái việc chăm sóc cho ngoại hình nhiều hơn.
Tuy nhiên, cái việc đầu tư vào tình yêu hoặc là công việc thì không hẳn họ chú trọng cho lắm. Điều này khiến cho họ có thể bị nhận định là những người keo kiệt. Đôi khi, thứ mà họ cho bạn là lời khuyên miễn phí, cái món quà không tốn một đồng tiền nào cả. Cái sự thẳng thắn đôi khi cũng có thể khiến họ trở nên khó gần khi tạo nên cái vẻ thích khoe mẽ, khoe khoang. Tất nhiên, những cái điểm chung này chỉ là một cái phần nhỏ trong cái tính cách của những người tuổi Dậu, bởi mỗi người đều có tính cách riêng biệt, khác biệt từ những trải nghiệm của môi trường sống. Tuy vậy, nếu họ tiếp tục nuôi dưỡng cái phẩm chất tích cực này và không ngừng phát triển thì sớm muộn họ cũng sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đấy được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp được trời thương Phật độ. Đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.